Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một con mộc cảm. Bây giờ các bạn hãy xem mình làm nhé. Trước tiên mình sẽ vẽ con mộc cảm. Mình đã vẽ xong con mộc cảm rồi, bây giờ mình cắt con mộc cảm các bạn nhé.
hơi dài một tí.
bạn ơi, mình vừa làm xong con bọ cạp rồi đấy các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.